Giờ nhóm của mình hành trình tới cái hậu kế tiếp đại gia đình. Qua cái hộ của cái cô này cũng ở vùng sâu vùng xa ở khu vực Bến Cầu này, Long Vĩnh này. Giờ tiếp quay lại dạ. Cái cô này thì bị tai biến gì ở vùng sâu xa. Dạ. Đi đi hãy đi. Giờ bắt đầu mình qua cái hộ của cái cô này bị tai biến gì. Tai biến mà ở sao cũng sâu xa trong hẻm hóc luôn. Cuối đường luôn. Rồi thôi mình trình tới cái hộ kế tiếp này. Cái cô này cũng có con, cũng có hai người con mà làm như cũng làm công ty tại gia đình, nhưng mà cũng có gia đình một người rồi, còn một người con gái cũng làm công ty, mà bây giờ công ty của cổ làm bây giờ bị phá sản rồi, bị làm như không phải phá sản mà làm như phá sản, đúng rồi, phá sản cậu nói không nhớ rõ, tại một tháng mới đi một lần nữa đại gia đình, một tháng mới đi một lần nên nhiều hộ quá cũng không nhớ rõ, là mình chỉ nhớ mãi mãi vậy đó. Rồi thấy cổ ở nhà, cổ nói là công ty của cổ làm như cổ như nghỉ công ty rồi, công ty nó còn làm mà không còn hoạt động nữa. Cuối hẻm luôn, cuối hẻm cuối đường luôn, cuối hẻm cuối đường đi luôn, cũng sâu xa nữa. Hôm nay là 14 quý vị, 14 tháng 10 tháng chạp á, rồi tháng 12 tháng chạp năm Nhâm Dần. Bây giờ người ta bắt đầu người ta lập lá mai rồi, cuối năm rồi. Nhóm mình cho cái cuối năm này. Đây đây đây. Rồi, nhóm mình vô đây, vô hỗ trợ. Thank you.
Wow, đây tới khi tới nhà cổ rồi. Cổ tai biến, cổ ở căn nhà đây nè các bạn, nhà gia đình có mình cổ dạ yeah. Yeah. Dạ, nhóm của mình đây, cô đây, nhà đây hỗ trợ cho cổ một phần quà, hỗ trợ cho cổ một phần quà đây nhà gia đình. Ủa, tôi nằm đây, tôi ối máu, tôi cũng chết rồi. Giờ rõ cậu ngủ nghe. Giờ anh em Vĩnh đun đốt đèn về bỏ ông á. Dạ 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 dạ. Ối máu không quá trời luôn. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn. Nhóm của mình hỗ trợ cho cổ một phần quà đó. Nhỏ này đi về, tính về dạ, coi lợi tính rồi. Cô nay nhiêu tuổi rồi? 71 tuổi rồi. Cổ nay 71 tuổi. Cô bị bệnh tai biến rồi, giờ sốt huyết dạ dày đó. Có một đứa con rồi các bạn. Có đứa con mình nè. Giờ con cổ đi bên Campuchia bệnh rồi. Làm bệnh. Giờ có mình cổ nhà, bữa đó cổ nằm mà sốt huyết ói máu luôn. Rồi xem cái cô này cậu mũ á. Cậu mũ rồi phát hiện. Rồi nên giờ ở chung với nhà cái Linh ở nhà cô này. À, có mình cổ rồi. Nên hoàn cảnh vậy nên nhóm mình hỗ trợ cho cổ một phần quà đó. Hãy an ủi trong cái cuộc sống này thôi. Ngủi một phần gánh nặng trong cuộc sống này thôi. Rồi thôi nhóm của mình hành trình tới cái hậu kế tiếp trong đại gia đình. Mà chỉnh bên đó hả? Đau rồi.